sinh đây. Giờ bé muốn đây bên này hay bé muốn bên này? Thôi đi cho bé bên này đi. Đây không ổn, cứ nói nó im đi. Im. Rồi lúc. Cố lên, mạnh mẽ lên. Cái này nó ôm vào đầy lắm luôn á. Từ từ. Chưa một chút. Bình tĩnh. Thôi rồi, bình tĩnh. Hay từ từ. Giờ con gái không sao thích mọi cái tuổi. Em uốn eo này, quay vòng. Hóp bụng. Ok. Wow. Sao tự nhiên hôm nay em đem mình vậy sao? Ok. Ok, được đúng không Phát? Rồi, lát sỏ kỹ. Mang đôi giày, mang. Đằng trước, đằng trước như thế này. Rồi xong rồi, gỡ đôi giày ra chứ. Đôi giày này, tao dỡ, nó lỉnh ghê quá. Thôi, đôi vớ đẹp mà. Cái áo ra đi. Nhanh. Không ham, có người khác ham thôi. Rồi, ngồi xuống, nổi lớp giả. Trời ơi, đẹp gái quá ta. Giờ trước khi mà mình tập cách quốc thì mình phải tập. Phải nói trước đám đông là mình đến từ đâu. Mr. Lantern Nam em Tiền Giang. Lantern Bull of the Hero. Mình phải con gái lên. À. Phải cặp vẽ nó mới yêu điệu hợp nữ. Lantern Bull of tình yêu. Đầu tiên xin mời sự xuất hiện của Công Phát. Một nhân vật tiếp theo với hình tượng cô nàng ngổ ngáo sẽ làm rúng động Tam Yoli. Xin mời B-Max. Và cuối cùng, với những lựa chọn ngẫu nhiên, chúng ta có một tiểu thơ nhà bên. Xin mời Lãnh Thanh. Yêu 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô Lâm Tình Yêu tại TikTok Madison Entertainment. Tựa như giấc mơ đêm nay em đã thôi bơ vơ. You and me chia ta trên một chuyến xe.